Trong rùm con xin được thành kính chân Đại Đức Minh Hạnh Từ Bi Hoan Nghi, thay mặt cho Đại Đức Tăng truyền tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con, với lòng thành kính làm lễ tán dứt tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới phần phước vát sanh lên. Chúng con xin hồi hướng đến các vị tổ ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con báng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh, tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, duyệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật-tha-ya, nam mô Tham-ma-ya, nam mô Sang-kha-ya. Dạ kính bạch chư đại đức, kính thưa quý tu nhập tràng và sau Phật lễ bái tỷ quy rồi, tới bát thánh được nhường lại biết cho Sít MC Nhật Huỳnh, kính mời Sít Nhật Huỳnh. Dạ sa thú kính cảm ơn Minh Vát Thanh Á. Dạ cảm ơn Sít Trần Đông, Sít Trần Đạo, Sít Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính. Cùng chư tân bức hiện diện trong đạo tràng, Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tịnh Lạc, cô tu nữ Tuệ Duyên. Nhật Quỳnh kính chào Vinh Quách Thanh Lá, kính chào chị Sương Mai, mến chào Cẩm Vân, mến chào Sích Trần Đạo. Kính chào Vĩnh Long Phật Tử, kính chào Chanh Đá Rá, mến chào Sích Hoa Nguyệt, mến chào Sích Rạng Đông. Kính chào anh chị Phan Quang Liêm, kính chào cô Ái Minh, kính chào nhà Gia Nhân Răng Rụng, mến chào Thi Lâm, mến chào Châu Phan, kính chào IQ em đó, kính chào Tâm Hạnh, kính chào Nắng Chiều, mến chào Trăng Thư, mến chào Kim Nhung, kính chào người phương Nam, kính chào Chích Tá, kính chào Hoa Sen, kính chào Hiển Mộng, mến chào Tâm Phương. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tân đức, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh kính cảm ơn. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Huynh Quách Thanh Á đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Tâm Phương ơi, Tâm Phương có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Tâm Phương alo, alo, Tâm Phương ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nghe phải không? Dạ, vậy bây giờ Nhật Quỳnh kính mời Tâm Phương thay mặt đạo tràng cung thỉnh Pháp Sư. Dạ, mời Tâm Phương nghe được. Tâm Phương có thể cầm mịch thỉnh Pháp Sư được không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Nhật Quỳnh mời Tâm Phương nghe. Dạ, nghe được phải không? Rồi, nhưng mà phải canh ngang, hãy thấy ngài vô rồi thì phải kết thúc ngang. Báo tin mừng cho đạo tràng, Nhật Quỳnh điện thoại cho ngài. Ngài đã quan hỷ lắm, ngài sẽ vào room. Rồi mời Tâm Phương nha. Dạ kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Dạ. Dạ để không làm mất thời. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lĩnh tọa Minh Hạnh, con kính lĩnh lễ chư đại đức tăng của cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Mến chào tất cả Phật tử cùng Tông Phương chúng ta thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa mô tha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa mô tha sa. Nam mô ta ra wa to a ra ha to samma sambuddhassa.
Phật mới đạt thành quả vị Sa Ba Ti Phạm Thiên, cả trong thế giới các miền. Thành cầu quan chung cần chuyên đạo màu, hiện trước Phật đê đầu đảnh lễ bạch xin Ngài Tế Độ Nhân. Chúng sanh trong khắp cõi trần, tôi mê điên đạo không phân tội tình. Cầu Phật tổ cao minh ai trước, hiện oai linh tỉnh thức rất nhiều. Hằng khai đạo pháp cao siêu, tu hành theo đẳng kết nhiều thiện duyên. Thế tôn được mãn nguyện đạo quy, con hết lòng hoan hỷ tán dương. Nhưng vì hoàn cảnh đáng thương, không đành bỏ mặc lạc đường làm tin. Chúng sanh vốn đa tình rậm bậc, không thâm đau chơn thật giả từ. Vô thường khổ não chấp ta, ngày nay sơ ngộ thiết tha nhờ Ngài. Xin mở lượng cao dài rặng dài, chuyện pháp luân diễn giải diệu ngôn. Chúng sanh nghe đặng pháp môn, thoát vùng khổ não dập dồn bảy lâu. Giải thoát những buồn sầu cảm xúc, việc tham lam ai dục bao vòng. Tối tâm sẽ được sáng trong, phát sanh tuy tệ hiểu thông tin tường. Thông thâu lẽ vô thường vẫn dội, ba tướng trong ba cõi mỏng manh. Vô minh duyên của các hành, cõi căn dắt dẫn chúng sanh luân hồi. Biển trần khổ nổi trôi chìm đắng, bị ngủ ma vậy đắm chuyển đi. Vậy nên cầu đẳng từ bi, tạo thuyền bát nhã rải đi với người. Đưa qua chốn tốt tươi yên tình, bờ niết bàn chẳng dinh trần ai. Như đàn rối suốt trong ngoài, chiếu tia sáng khắp các loài hân hoan. Pháp vi trong khải hoàng trầm rộ, luật vi như đại cổ hoàng dương. Kinh như dây buộc trên đường, luật như mặt trong vạn đường vô minh. Tư diệu đê hình dội trôi trong, giống của tan mộng trang. Chúng sanh tất cả bốn hạ, như sang trong nước vinh quang luôn chờ. Trời ló mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lạnh rải tán mùi hương. Pháp màu ánh sáng vi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phạm thiên vẫn quẩm ngồi dẫn thơ, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày giờ chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nêm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ mở mang giáo pháp, 45 hạ giám vạn toàn. Một lòng chẳng thôi không một, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, mà đã vừa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ trích rõ ràng, thỉnh Ngài thiết pháp nôi đàn tử bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được trí trí vạn toàn. Dạ nam mô Bụt Thầy, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sân Ca, dạ dạ. Kính mời chị Nhật Huỳnh nhận mic để điều khiển chương trình kế tiếp ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn Trích Tâm Hương đã thay mặt đạo tràng cùng thỉnh pháp sư. Dạ, cảm ơn Trích Đặng Đông Vinh Quát Tha Ná cô tu nữ Tệ Duyên cho Nhật Quỳnh biết còn được tín hiệu. Nam mô Bích Tha giá, con thành kính đảnh lễ Ngài Tự Siêu Đại Đức Tuệ Tri cùng Chư Tôn Đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Trích Tâm Hương Kim Nhung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.
Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh Ngài Từ Siêu Từ Bi Hoan Hỷ Đăng Đàn để chúng con được học bài học ngày hôm nay ạ. Dạ, sư có, Ngài có nghe được âm thanh con. Dạ, sa thú. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học thành tịnh đạo được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến Ngài ạ. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng chúng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục học đề mục phạm trú ở trong thanh tịnh đạo. Những đề mục như là 10 bí xứ Kasina thì có thể Phật tử chúng ta nó không có thực hành theo 10 điều mục bí xứ được, bởi vì đó là điều mục thiền chỉ và chỉ đạt đến thần thông thắng trí. Nhưng trong những đề mục khác ngoài 10 bí xứ ra đó, thì những cái đề tài này như là 4 phẩm trú vân vân, hay là 10 bất mỹ, chúng ta thực hành vẫn có lợi ích. Cho dù không có chứng là thiền định, nhưng mà ít ra thì nó cũng làm cho phước phát sanh. Ví dụ như 4 điều một phần trú thì Đức Phật thì dạy rằng từ tâm được tu tập, được làm cho sung mãn sẽ có lợi ích lớn và báo lớn. Do từ tâm giải thoát được tu tập khiến cho sân tâm được đoạn trừ, bi tâm giải thoát được tu tập cũng sẽ đưa đến lợi đến một bộ lớn. Và người tu tập bi tâm sẽ chặn được, sẽ đoạn trừ được hại tâm chúng sinh, không có hại tâm đối với chúng sinh. Hỷ tâm được tu tập sẽ có lợi ích lớn và báo lớn. Hỷ tâm giải thoát được tu tập sẽ đoạn trừ được bất lạc tâm, tức là cái sự nắm bức do cái lòng ganh tị. Xả tâm giải thoát, xả tâm được tu tập, được làm cho sung mãn sẽ có lợi lớn và báo lớn. Và xả tâm giải thoát được tu tập sẽ đoạn trừ được cái tâm cố chấp tham luyến. Và như vậy thì 4 đề mục phạm trú này nó có lợi ích cho chúng ta để rèn luyện tâm
cho dù không có chứng đắc được thiền định đi nữa, chúng ta cũng vẫn đạt được cái sự an vui. Tuần rồi chúng ta đã học về đề mục từ Metta Kamathana. Hôm nay chúng ta sẽ học đến Bi, đề mục Bi Karuna. Tu tập tâm bi cũng không phải là dễ dàng, bởi vì cái tâm phàm phu chúng ta có cái thói quen là hay có cái sự hiềm hận. Với chúng sinh khác, nhất là đối với kẻ thù, không phải chỉ có hiềm hận không, mà có những người do cái tâm hiềm hận ác ý, họ giết hại chúng sinh khác, họ đánh đập đả thương chúng sinh khác. Còn như đối với người Phật tử chúng ta thì không có giết hại, không đánh đập, nhưng mà chính cái tâm hiềm hận đó làm chúng ta khởi lên cái ác tâm, nghĩ rằng mong cho những chúng sinh này bị chết, mong những chúng sanh này bị tai hại, bị đau khổ. Và khi nghe kẻ thù của mình nó chết, hoặc là nó bị bệnh, hoặc là nó gặp cái sự tai hại, thì trong lòng mình cảm thấy hả hê, cảm thấy vui thích. Thì cái đó nó cũng là trái ngược với tâm bi. Cho nên cái tâm bi tu tập cũng không phải là chuyện dễ thực hiện. Ở trong Thanh Tịnh Đạo, khi đề cập đến cái đề mục bi, thì Ngài Bồ Tát Phật Sáng Ngài đã định nghĩa bi là gì. Bi là trạng thái thông cảm nỗi khổ của người khác. Có tâm xót thương chúng sanh bị đau khổ. Và có ý mong muốn cho chúng sanh đó thoát khổ. Để hiểu rõ về cái thái độ tâm bi, chúng ta phải hiểu trên hai mặt. Cái thái độ đối lập trực tiếp với tâm bi, nghịch lại với tâm bi, đó là sự tàn bạo, hung ác. Cái thái độ đối lập gián tiếp với tâm bi, tức là cái sự buồn khổ nghẹn ngào khi thấy người thân chết, hoặc là người thân rơi vào cái tình trạng khổ đau. Thì cả hai trạng thái đó đều là đối lập. Người mẹ khóc vì con khi con bị chết, đó không phải là tâm bi mà là tâm sân.
Có một người thấy thù của mình bị đau khổ, mình hả dạ. Cái đó là cái tâm ác, tâm ác ý chứ không phải là tâm bi. Cả hai trạng thái đó chúng ta phải bỏ. Một người trú biến mãn tâm bi là khi thấy một người đau khổ bất hạnh thì khởi lên cái niềm thương cảm, khởi lên niềm thương cảm, nghĩ rằng khổ thay cho chúng sanh này, mong sao cho nó thoát khổ. Chúng ta cứ học thuộc lòng cái câu đó: khổ thay cho chúng sanh này, mong sao nó thoát khổ. Ngay cả khi thấy một người đang làm ác hoặc sống dễ vui, mặc dù người đó đang không khổ, hành giả vẫn trú tâm bi với người đó được bằng cách nghĩ: ôi, người này đang bước đi tới vực thẳm khổ đau. Đây là cái tư tưởng cho chúng ta thực hành theo cái tư duy của Đức Phật. Đối với những chúng sanh mặc dù không đang bị khổ đau nhưng mà họ đang làm ác, họ đang dễ vui, thì chúng ta vẫn khởi lên tâm bi được. Đức Phật vẫn khởi lên tâm bi được: ôi, người này đang bước tới vực thẳm khổ đau. Và một buổi sáng khi mà Đức Thế Tôn ngài thấy Angulimala, ngày hôm nay sẽ có cơ hội giúp mẹ mình để hoàn thành cái nguyện vọng phù phép đủ 1.000 người, chỉ còn có người thứ 1.000 nữa là đủ. Thì ngài thấy rằng là mẹ của Akulimala đang tiến sâu vào rừng để tìm đứa con trai và thông báo cho nó trốn đi, tránh cái sự truy sát của vua Pasenadit. Nếu Angulimala đi cuộc khát máu và chỉ nghĩ đến cái tham vọng, chạy theo cái tham vọng mà giết chết mẹ mình, thì như vậy nó phạm vào đại nghịch tội. Và khi phạm vào đại nghịch tội thì nó sẽ đánh mất tất cả lợi ích mà tộc Ba La Mật ở trong quá khứ, kiếp hiện tại này đang dần dần chín mùi. Mà nếu để phạm vào đại nghịch tội giết mẹ, thời như vậy là nó mất lợi ích lớn. Nghĩ như vậy, Đức Thế Tôn vì cái lòng bi mẫn, ngài đi đến, ngài dùng thần thông, ngài đến trước một bước Angulimala, chuyển sang rượt đuổi Đức Phật. Với thần thông, ngài giữ cái khoảng cách mà Angulimala dầu cho chạy với tốc lực như thế nào đi nữa cũng không thể nào đuổi kịp ngài. Angulimala mới gọi: này Sa Môn, hãy dừng lại. Ta
ta đã dừng lại rồi. Thì trong khi Ngài đang đi mà Ngài nói như vậy, Angulimala mới nghĩ rằng thường thì các sa môn hay, các sa môn nói thật, nhưng mà vị sa môn này đang đi lại nói là đã dừng lại là sao? Lúc đó Angulimala mới hỏi Đức Phật. Đức Phật trả lời rằng tham vọng Ngài đã dừng lại, sự sát phạt chúng sanh Ngài đã dừng lại rồi. Ngài nói ý nghĩa đó, Angulimala nghe vị tỉnh ngộ và đảnh lễ Đức Phật, quăng bỏ khí giới và dùng khoa ngón tay đến đảnh lễ Đức Phật và xin được xuất gia. Chẳng bao lâu Angulimala chứng được quả vị A-la-hán. Thưa quý vị, khi mà thấy một người, một chúng sanh mà đang có cái tâm ác như vậy thì Ngài khởi lên cái tâm bi. Một vị Phật độc giác thời vua Brahmadatta, hoàng tử Duttakumara, là một người nóng nảy, ganh tị, đang đi trên đường, người tùy tùng của thái tử Duttakumara, trông thấy Đức Phật độc giác đang đi khất thực ngược chiều thì họ chắp tay xá Đức Phật độc giác. Hoàng tử Duttakumara không thể chịu đựng nổi, nghĩ rằng cái đám tùy tùng này chỉ được cúi đầu trước ta thôi, nay chúng lại đảnh lễ một cái vị môn xa lạ này với cái cơn bực tức. Thái tử đi thẳng đến Đức Phật độc giác và giật bình bát trên tay của Ngài xuống đất, và bình bát đất đã bị bể ra vật thực, đổ tung tóe trên mặt đất. Đức Phật độc giác vẫn thản nhiên, Ngài nhìn hoàng tử với ánh mắt xót thương, vì nghĩ rằng người này với cái hành động như vậy nó sẽ bị khổ trong khổ địa ngục. Rồi Ngài dùng thần thông biến đi. Nói về hoàng tử, sau khi làm như vậy rồi đi một đổi thì hoàng tử cảm thấy khát nước, một cơn khát khủng khiếp chưa từng có. Và do ác nghiệp, nước mang theo cho hoàng tử giờ khát cũng đã hết. Và người tùy tùng đi tìm xin những nhà ở bên vệ đường cũng hết, giếng cũng cạn, và không thể nào chịu đựng nổi. Chưa về tới hoàn thành thì thái tử đã trút hơi thở cuối cùng và sanh xuống địa ngục. Thưa quý vị, với một người đang làm cái việc ác như vậy thì đối với chư Phật, chư vị A-la-hán, các ngài có cái tâm bi, mặc dù chúng sanh hiện tại chưa có bị khổ, nhưng mà đang hành động để đi đến cái chỗ vực thẳm khổ đau, thì Ngài khởi được cái tâm bi. Chúng ta thì chưa có đủ trình độ đó,
Cho nên đối với những chúng sanh mà đang đau khổ thì chúng ta khởi lên tâm bi cũng được. Ôi khổ thay cho chúng sanh này, mong sao cho nó thoát khổ. Chúng ta khởi lên tâm bi như vậy cũng được rồi. Khi nào chúng ta đã thuần thục rồi thì lúc đó chúng ta nhìn những cái chúng sanh đang sống dễ vui trong ác pháp, chúng ta mới khởi lên cái tâm bi được. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta nói đến cách tu tập niệm tâm bi. Một người muốn tu tập tâm bi, trước hết phải làm lắng dịu ác ý hại tâm bằng cách suy xét cái điều nguy khốn của tâm não hại. Như suy nghĩ rằng người nào gieo khổ cho chúng sanh khác, người ấy sẽ phải bị khổ đau, không có hạnh phúc. Chúng ta cứ suy nghĩ như vậy để cho cái ác tâm của mình nó lắng dịu. Tiếp đến, hành giả khích lệ tâm bằng cách là suy xét cái điều lợi ích của sự tu tập tâm bi. Như nghĩ đến lời Đức Phật dạy rằng trong người nào có hiềm hận sanh khởi, trong người ấy bi cần được tu tập. Làm như vậy hiềm hận ở người ấy được trừ diệt. Đó là câu Phật ngôn mà Đức Phật đã dạy. Hoặc suy nghĩ rằng người Đức Thế Tôn dạy, người có tâm bi ngủ được an vui, thức được an vui, vân vân. Chúng ta phải suy xét lợi đó để khích lệ tập đi thưa quý vị. Chúng ta cứ tu tập đi. Khi mà thấy người khác đang có một cái tập xấu, một cái khuyết điểm, chúng ta định là sẽ nói xấu người đó, chỉ trích người đó, mắng chửi người đó. Chúng ta nghĩ rằng lời nói này có lẽ là người đó sẽ nghe, sẽ bị đau khổ. Chúng ta dừng lại, chúng ta bỏ qua. Đó cũng là cái thái độ tu tập tâm bi thưa quý vị. Rồi bây giờ tiến đến, hành giả nghĩ tới cái người đang bị đau khổ bất hạnh và khởi lên cái tâm thương cảm như sau: chúng sanh này đang chịu khổ đau, mong sao nó thoát khổ. Kichang Vatayang Sato Apanu Ape Vannama Imam Ha Dukha Muin Tatu. Hoặc hành giả nghĩ tới người đang sống hạnh phúc nhưng mà người đó dễ vui theo ác pháp và khởi lên cái tâm bi, thì chúng ta suy nghĩ rằng kẻ khốn nạn này sẽ bị đau khổ vì nó đang sống theo ác pháp. Ajam vara ku idani dukhi yisti papasahi sevana. Đó cũng là cách để chúng ta tu tập tâm bi. Hoặc hành giả có thể xót thương một người đang làm thiện, sống ăn vui. Cái điều này thưa quý vị, một vị hành giả mà tu thiền với cái điều mục tâm bi, một người đang đau khổ cũng khởi lên tâm bi, một người đang sống hạnh phúc nhưng mà dễ vui theo ác pháp cũng khởi lên tâm bi được, một người đang làm thiện sống yên vui, hành giả cũng có thể khởi lên cái tâm bi được.
Người đang làm thiện sống yên vui thì hành giả có thể khởi lên cái tâm bi với người đó như sau: thật sự người này vẫn còn đau khổ vì chưa thoát được khổ hồi. Vatanukhan anatikan tata dukhito vayam. Ở trong cái trong thanh tịnh đạo giảng đường, chúng tôi có ghi theo cái văn bản Pali, ghi bằng tiếng Pali ra để chúng ta có thể học những cái câu Pali đó và chúng ta tụng đọc, chúng ta tu tập, chúng ta nhớ cũng được, không sao. Cái đó cũng tốt thưa quý vị, bởi vì nếu như mà khi chúng tôi dịch ra cái nghĩa Việt không á, chúng tôi ghi thì quý vị có thể nghĩ rằng là câu này không có ở trong kinh điển, câu này là do sư sáng tác ra, cho nên chúng tôi có cứ mỗi một ý nghĩa như vậy chúng tôi có điều thêm cái câu Pali. Nếu có duyên lành thì chúng ta học cái đó. Như vậy thì chúng ta có ba cái đối tượng mà chúng ta tu tập tâm bi được. Một người đang đau khổ, một người đang sống hạnh phúc mà dễ vui lầm trong ác pháp, một người đang sống yên vui làm thiện nhưng mà chưa thoát khỏi sự khổ luân hồi. Chúng ta khởi lên tâm bi được. Bởi vì cái cách mà chúng ta tu tập đó là như vậy, nhưng mà chúng ta cũng phải biết là sự an trú tâm bi với đối tượng đầu tiên thì hành giả cũng phải chú ý, bởi vì nếu không khéo thì hành giả sẽ đi trái ngược với tâm bi. Cho nên một đối tượng mà hành giả dễ trắc ẩn, cảm thông nỗi khổ nhưng mà không có bi lụy, hoặc là một đối tượng đầu tiên mà chúng ta tu tập chúng ta có thể khởi lên lòng trắc ẩn, cảm thông nỗi khổ, nhưng mà mình không có cái tâm hả hê khi mà họ bị khổ. Do đó đối tượng đầu tiên, một không phải là người thân, bắt đầu trước khi tu tập đó là chúng ta đừng có khởi lên tâm bi với cái người thân như là cha mẹ của mình, hay là vợ chồng con cái của mình, hoặc là anh chị em mà mình thương yêu, mình khoan đã. Bởi vì khởi lên tâm bi như vậy thì mình tu tập hướng đối tượng đó thì chúng ta sẽ khởi lên cái tâm bi lụy, thấy họ khổ quá thì chúng ta thứ hai, cái đối tượng đầu tiên không phải là cái người bạn đáng yêu, cũng không phải là người dương kẻ lạ, cũng không phải là người khó ưa, và không phải là một kẻ thù, mà cái đối tượng đầu tiên khi mà chúng ta vừa hành thiền
vừa khởi sự hành thiền với cái đề mục tâm bi, thì đó là một người mình kính trọng như là các bậc thầy hay là một thiền hữu, tức là cái người bạn mà có những cái đức tánh hiền thiện tốt đẹp mà chúng ta luôn luôn kính nể, thì chúng ta nên lấy đó làm đối tượng đầu tiên để triển khai tâm bi lúc mới khởi sự tu tập. Sau khi đã khởi lên tâm bi với nghĩa như vậy, lặp đi lặp lại nhiều lần, cho đến khi hành giả giữ được một cái thái độ thông cảm nỗi khổ mà không bi lụy rồi, thì bắt đầu kế đó hành giả mới khởi tâm bi đối với một người thân, rồi tới một người dưng, rồi tới một kẻ thù, tương tự theo cách ấy. Thì khi mà quý vị tu tập, quý vị nhớ những cái chi tiết này, Ngài Bố Thất Vô Sáng trong Thanh Tịnh Đạo, Ngài giải thích rất là kỹ lưỡng để chúng ta tu tập cho có hiệu quả. Cho đến khi tâm của hành giả dễ dàng hướng tâm bi đến mọi đối tượng mà không bị trở ngại bởi ác cảm với kẻ thù hay khổ lụy với người thân, thì hành giả nên tu tập tâm bi phá vỡ hàng rào ngăn và bình đẳng giữa chính bản thân với người thân, với người dân và với kẻ thù. Khi nào mà mình nhìn, mình khởi lên tâm bi với mọi người chỉ là chúng sanh đáng thương, chỉ là chúng sanh đáng thương thôi, chớ không nên nghĩ đây là kẻ thù mình thương không nổi, đây là người yêu đang bị khổ, người thân đang bị khổ, mình thông cảm không nổi, mình sẽ quằn quại. Cho nên cứ nghĩ là tất cả những đối tượng đó chỉ là chúng sanh đáng thương. Khi hành giả khởi lên tâm bi, hướng tâm đến tất cả những đối tượng, kể cả bản thân mình cũng vậy, mình đang bị khổ, mình cũng giữ cái tâm bình đẳng giống như là đối với những người khác, thấy người khác bị khổ, thì cái tướng bi tâm khởi lên. Lúc bây giờ cái tướng bi tâm, tướng nimitta, cái ấn chứng làm cho phát triển sung mãn. Cuối cùng thì hành giả chứng đạt được ba thiền, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền theo kinh tạng, hoặc là chứng được bốn thiền theo hệ thống năm thiền của Ví Dụ Tạng, Ví Dụ Pháp Tạng. Đó là cái chúng ta nói về cái cách tu tập tâm bi. Đề mục phạm trú bi karuna cũng chỉ đưa đến các thiền thọ hỷ, không có đắc được thiền thọ xả, tức là ngũ thiền không có đắc được, bởi cái trạng thái tâm bi đó dù sao đi nữa nó cũng còn có một chút dao động. Khi mà mình xót thương trước cái hoàn cảnh khổ của chúng sinh khác, thì
thì cái tâm còn bị dao động, do đó cho nên chưa phải là đạt đến cái mức độ thiền thọ hỷ. Thiền thọ sát không có đưa đến mức độ thiền thọ sát. Cái sự an trú tâm bi cũng có 10 lợi ích. Cũng có 10 lợi ích anisansat, giống như là 10 lợi ích tu tập tâm từ như đã nói vậy đó, chúng ta đã học qua đó. Thì ở đây chúng tôi lặp lại nè. Này các tỳ kheo, vi tâm giải thoát được, thực hành được, tu tập được, làm cho sung mãn, sẽ có 11 lợi ích. Thế nào? Ngủ được an vui, thức dậy được an vui, không thấy ác mộng, là chỗ thương yêu của loài người, là chỗ thương yêu của loài phi nhân, được chư thiên hộ trì, không bị lửa thuốc độc hoặc đau kiếm xâm hại, sắc tư tỉnh, tâm an định nhanh chóng, chết không hôn mê. Nếu chưa thể nhập quả vị giải thoát, tức là quả vị A-la-hán, thì sẽ đi đến phạm thiên giới. Đó là 11. Xin lỗi quý vị, 11 lợi ích chứ không phải là 10. Chúng ta sửa lại chút xíu, 11 lợi ích. Như vậy đó, nó cũng không phải là khó khăn lắm thưa quý vị. Chỉ có một điều là chúng ta phải loại bỏ cái tâm ác ý, cái tâm não hại. Cái tâm thù quán chúng sanh, chúng ta phải dẹp bỏ những cái tâm đó. Thậm chí khi mà kẻ thù, kẻ đối lập mà nó làm tổn hại mình, mình cũng đừng có để cái tâm hiềm hận. Thì như vậy mới tu tập tâm bi được. Này các vị kheo, ví như có kẻ thù lấy cái cưa tay, cưa chân các ngươi, nếu mà các ngươi khởi lên cái tâm hiềm hận, các ngươi cũng không làm theo lời dạy của ta, không thực hành theo lời dạy của ta. Chúng ta phải làm sao để tâm chúng ta luôn luôn lúc nào cũng bình thản. Cái này thì phải nhớ đến cái lợi, chúng ta mới làm được thật sự. Chúng ta đọc ở trong tiểu bộ kinh, kinh Bổn Sanh Trataka, chúng ta thấy tiền thân Đức Phật khi ngài gọi là vị Bồ Tát. Tất nhiên trong cái thời điểm
mà Ngài đã thuần thục trong Pháp Ba La Mật. Cái tâm Ngài vẫn bình thản. Có một lúc đó, Bồ Tát Ngài là một vị đạo sĩ tên gọi là Ba Đi. Ngài tu cái pháp kham nhẫn, nó đi kèm theo đó là Ngài an trú với vô lượng tâm. Thì khi mà đức vua ở trong xứ, vua này của ác tà kiến, nghe thiên hạ họ tán thán đạo sĩ Khanh Chứng Qua Đi, ông vua ông đi đến tại cái đi ngang qua cái khu rừng nơi vị đạo sĩ đó ẩn cư. Ông ta hỏi rằng: Đề Sa Môn, có phải là ông tu tập cái pháp nhẫn nại không? Thì Bồ Tát Ngài trả lời rằng Ngài đang cố gắng để thực hành cái pháp đó, chịu đựng. Ông vua ông cười, ông nói: ta sẽ thử xem con Ngài có nhẫn nại được hay không. Rồi sai cái lính hầu nó xẻo cái lỗ tai của Bồ Tát. Bồ Tát này cũng thản nhiên, Ngài nói cái sự nhẫn nại đâu phải ở chỗ lỗ tai. Rồi nó xẻo mũi, rồi nó đánh đập, hành hạ Ngài. Ngài lúc nào Ngài cũng thản nhiên, Ngài nói cái sự nhẫn nại không phải ở chỗ đó, tu tập nhẫn nại phải ở chỗ đó, mà ở trong tâm gì. Cuối cùng thì ông ta tức giận đạp Đức Bồ Tát ngã xuống rồi bỏ đi. Cái vị quan đại thần của vua thương đạo sĩ lắm, chờ cho vua đi khỏi rồi ông ta dùng khăn để lau mặt và rửa cái vết thương cho Ngài, và nói rằng cái lỗi này do đức vua chứ không phải do con làm, xin Ngài thông cảm. Vì vua ra lệnh thì đức vua, thì vị đạo sĩ mới nói rằng: đại nhân hãy thu xếp để đi qua xứ khác ở đi, cái xứ này sắp sửa diệt vong do một vị vua tàn ác như vậy, làm hại đến những bậc tu hành như vậy thì chư thiên họ không hoan hỷ đâu. Quả thật như vậy, khi mà vị quan đó về đến triều thì cáo lão lý do này lý do khác để về để nghỉ hưu và đi ở xứ khác. Thì chư thiên họ vì cái hành động của vua xúc phạm đến vị đạo sĩ tu tập đó là Đức Phật, là Bồ Tát, cho nên vị chư thiên họ tức giận, họ đã làm cho mưa đá, rồi mưa cát, mưa bụi, mưa tro, dân chúng chết, rồi đến đức vua cũng diệt vong, quốc độ bị xóa sổ. Thưa quý vị, cho nên ở đây chứ, hãy chuẩn bị
Khi mà chúng ta tu tâm từ hay tâm bi, chúng ta phải chuẩn bị cái tư tưởng bình thường, không ai mắng giết mình, không ai phỉ báng mình, không ai đánh đập đả thương mình, không ai làm khổ mình, thì chúng ta cứ tưởng rằng là chúng ta tu tâm bi được, tâm từ được. Nhưng thưa quý vị, đến khi mà người khác họ đối xử với mình tàn tệ, lúc đó liệu rằng mình có giữ được cái trạng thái tâm an nhiên tự tại để khởi lên cái lòng bi mẫn đối với họ được hay không? Cái đó là tự quý vị phải hiểu. Khó lắm. Nhưng mà trên đời này, những cái thiện pháp nào mà khó làm như các bậc Đại Nhân Bồ Tát Ngài đã tu tập được, đã làm được, thì chúng ta cũng sẽ phải làm được. Nhờ như vậy mà chúng ta mới thành tựu được lợi ích phước báo. Qua 11 cái quả báo đó, thì người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng 11 cái lợi ích của cái sự an trú tâm bi cũng như là tu tập tâm từ. Cho dù chúng ta không có đắc được thiền định với cái địa ngục này đi nữa, thì chúng ta cũng do cái thường cận y duyên an trú với cái tâm vô sân bất hại như vậy đó, mình ngủ được an vui, thức được an vui, mình chiêm bao không thấy ác mộng, là cái chỗ thương yêu của loài người, là cái chỗ thương yêu của loài phi nhân. Chư thiên hộ trì, không bị lửa hoặc thuốc độc đau kiếm xâm hại, sắc mặt tư tỉnh, tâm an định nhanh chóng, chết không hôn mê. Nếu chưa chứng quả vị giải thoát ngay trong hiện tại thì sẽ đi đến phạm thiên giới, dầu không đi nữa thì cũng sẽ hướng đến một cái sanh thú tốt đẹp trong tương lai. Cho nên chúng ta cố gắng tu tập. Thì hôm nay chúng ta chỉ học có một pháp thôi. Chúng ta muốn là chúng ta học chậm chậm, nhưng mà học pháp nào chúng ta hiểu rõ pháp đó và hiểu rõ cái phương thức tu tập, cảm nhận được cái lợi ích do cái sự tu tập cái pháp môn đó, thì như vậy nó sẽ có lợi ích hơn. Còn khi mà chúng ta học phớt qua, học cho nhiều, nhưng mà chúng ta học một ngày, chúng ta học bốn phạm trú, học xong rồi chúng ta xem như trả nợ xong rồi đó, chúng ta hoàn toàn quên hết, không có cảm nhận được gì, thì không bao giờ chúng ta có lợi. Cho nên tuần này chúng ta học tâm bi, tuần sau chúng ta sẽ học cái tâm hỷ mudita. Đến đây thì còn vài phút nữa, chúng tôi xin ngưng lại bài giảng này và chúng ta sau khi hồi hướng phước xong, chúng ta nghỉ ngơi trong vài ba phút để chúng ta chuẩn bị qua room lớp Phật pháp Puttatamma. Bây giờ xin cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh Quang Hỷ chúc phúc phước báo cho room Nam Mô Bụt Thầy.